Ui trời, con vật nó bự nè. Con vật nè. Quá trời con vật này nè. Non quá trời mặt luôn. Trời ơi con này 20 mấy. Ui mặt đẹp quá. Tổ non mặt đẹp ghê nè. Không có phấn, tổ non không phấn. Thì anh em mình sáng chạy vô trong điểm thì Vương thấy được tổ ở trên cái cây điều này nè cả nhà. Đây đây Phương Phương Nguyễn còn Vương kìa. Tổ cũng được mà. Nó nằm mút trên chùm rễ đây nha. Kìa. Ở bự chứ. Trên dưới này thấy vậy trên nó bự lắm. Xem cận cảnh anh Vương leo cây nè nha. Có chừng lách quần nha anh Vương. Tổ đầu tiên khi đang chạy xe nè, Vương đang chạy xe à. Dạ cả rồi đủ, mẹ em tôi thấy mấy ổ thấp thấp thôi. Lên đây nhỏ xíu rồi ta. Đốt thuốc lên Vương. Dưới đây thấy vậy trên đó bự quá ơi. Đây mấy cái vườn cà đang cà phê cũng vẫn còn đang nở nè. Trời đủ má, ổ chà bá đó đây mà không bắt bắt đi leo trèo chi không biết. Cà phê đang chớm chớm nở nè. Cái tổ nằm thấy con mặt nó cũng bè bè đó. Ghê vậy. Tính lộn xuống luôn hay gì vậy? Ôi mặt đẹp ghê không? Nù ghê á. Nù lắm. Ổ tơ. Ồ mặt đã ghê. Quá ấy con mặt rồi. Nù phải nha. Nù. Nù đã ghê nè. Nhức nách không? Rồi, anh em mình đi vô tiếp tục cả nhà ơi. Vương mới vừa cắt cái ổ này xuống á, thì hậu đi lại đây gặp tổ đó. Để bây giờ mình chạy qua bên đó mình coi cái tổ của hậu. Xe đây mình đi vô mình coi hậu bắt cái tổ ông trong đây coi. Hậu ơi. Bắt chưa? Hậu nó ở bành kia. Kìa hậu đang leo kìa. Chà bá luôn kìa. Ô ổ này cá sĩ rồi. Má ổ này hơi dữ. Hơi dữ ha. Ổ này hơn sĩ. Đây cái nhà. Đưa đôi tắt đi. Anh hậu bắt gặp một ổ nữa cả nhà. Anh em lại.
hồi nãy lên làm em ná lửa luôn. Ừ, ổi này bự kìa trời ơi. Ờ, bự hơn ổi quên vương. Ghê vậy. Đeo động quá gì? Động quá chứ gì? Ừ, đeo gung cây nè. Gung cây á, bị nó bị đè động cây á. Hay quá cậu ơi. Hay quá. Đằng kia lỗ mà nhỏ cao quá bỏ. Hậu đang cắt tỉa ra. Thì cái ổ này nó hơi cao, cái nhánh nhỏ leo lên nó bị động. Nên ông nó túa ra, chưa leo lên tới là nó đã chích rồi. Nên cái nhánh mà nó nằm ở trong thân thì mình dễ bắt, còn mà nhánh ở ngoài bìa, ở ngoài đọt thì nó khó bắt. Thì cái điều nè, nó cong nè. Nó cong từ trong thân này mà nó cong vào đây nè. Leo tổ ong không phải dễ đâu cả nhà. Mình bắt ở lùm á, thấp thấp thì nó dễ bắt. Còn leo những cây điều cao cao này mà giờ tháng này á, nó bắt đầu nó về điều. Ong nó nằm ở trên cao. Mà leo cũng nguy hiểm. Những cái cây điều mà mình không biết trong cái thân của nó bị sâu đục thân nữa. Leo cũng sợ, nhiều khi cũng sợ lắm. Những cái tổ mà mình thấy khó quá mình cũng bỏ luôn. Bắt không này còn dễ, còn mà đem máy quay lên nó sợ nó bị dướng máy quay, cả nhà coi nó không được rõ. Mình cứ lường qua lừa lại cũng khó bắt lắm. Bắt tổ ong nó cũng lâu. Phà cho nó cái động. Tỉa nó bay ra động nó thì phà cho nó. Anh Hậu đứng cho nó tỉa biết luôn anh Hậu. Tỉa tao đúng buổi về cho về nha. Không đúng buổi không cho về hết. Thôi bây giờ mình đi ra xe. Mình anh em mình chạy vô trong khúc trong một tí ra. Để xe ở đây đi luôn cũng dẫn được nè. Khu này ông nó cũng vừa. Ông nó có dẫn vừa hả? Ừ. Thôi mình đi ra ngoài nha cả nhà. Từ lúc mà mình quay Hậu với Phương bắt cái tổ đó, đang bắt tổ đó mình, thì mình đi vô khúc nữa thì mình thấy trên cái điều này có một tổ nè. Đó, nó nằm đây nè. Rồi để bây giờ mình bắt cái tổ này ra nha cả nhà. Rồi mình chạy vô xíu nữa. Cái này cũng là cái cây điều cà phê. Đó, cái tổ nằm ở vòi bìa đó. Cái nhánh này nhỏ quá, nằm xa nữa. Không biết leo được ở đây không biết. Nhỏ quá hả, nằm xiên ra ngoài. Xe quá cả nhà. Mình chờ mình cắt rồi. Được thì cắt luôn, còn không chắc cho rớt luôn á. Xe quá chậm tới rồi. Tới đây.
Được rồi. Không có kèo luôn. Tội đầu tiên của mình, mình bao bọc mình cột vô luôn. Kèo nó nhỏ xíu à. Trời ơi, leo lên cái cây này kiến không, kiến vàng quá trời luôn. Ngay ổ cánh vàng luôn. Quá kiên cẳng à. Kiên cẳng quá à. Cắt đỏ tay mình luôn. Mình xuống lẹ. Nghe cái kia kìa. Cái ổ kia mình gạt vô luôn, mình cạo vô bọc luôn. Tối này mặt đẹp bên nè. Kiên cắn quá. Tiếp tục đây mình thấy được con tổ cũng dòm cũng to lắm cả nhà, nằm đây cả nhà. Đi qua bên kia bắt dễ hơn. Tàn to mặt nó không to. Tổ này nó cũng nở một hai lần. Bây giờ tổ non thì mặt đẹp. Tổ mà non thì mặt nó nù, còn tổ già thì nó mặt nó không nù như. Ôi, mặt đẹp quá. Tổ non mặt đẹp ghê nè. Không có phắng, tổ non không phắng. Mặt cực kỳ đẹp luôn. Đây mà mặt về 10 ngày đổ lại mặt đẹp lắm. Mà đóng nó đóng trước một tháng thì mặt nó không được đẹp, không được nù, không được đầy mặt. À, mặt quá trời nè.
Rồi được hai tổ. Tiếp tục ở trên này một tổ này cả nhà, thấy chà bá luôn cả nhà ơi. Bự lắm, nó nằm ở trong đống chùm chùm rễ nè. Mình leo lên cái này, chắc nó quằn xuống tới đất luôn. Nó nằm xe ra quay cái vực kìa, nó nằm trên kia kìa, to lắm. Rồi giờ mình kiếm cách mình leo lên bắt cái tổ này. Nguyên một đống chùm chùm rễ luôn. Cái đèn này nó thấp rồi, nhưng mà cái thới này là thới khó bắt, thì nó nằm đơn lẻ một mình nó. Nhưng mà nó nằm xa ra hoài, nó nằm cái hướng ra và giật cho hồi kiến vàng nữa. Chùm rễ không, trời ơi, cục mặt đã lắm, cục mặt non đã lắm cả nhà ơi. Ui trời, cục mặt nó bự nè. Cục mặt nè, quá trời cục mặt này nè. Non quá trời mặt luôn. Trời ơi, cục này 20 mấy. Cục này ha, hơn 2 xị nữa cả nhà. Quá ơi, cục mặt nè. Quá đã, trời chạy mặt. À, được 3 tổ. Bè mặt kìa. Mặt nó bè nó nùa. Quá chạy mặt. Đã. Vô rồi.